Thưa quý vị khán giả, nói đến tập thể dục thì chắc là mọi người nghĩ rằng chúng ta sẽ phải liên tục vận động với cường độ cao, mồ hôi phải đổ thật nhiều. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những bài tập để cân bằng cho cơ thể và ổn định tâm trí nữa. Ngày hôm nay sẽ là những chuỗi bài tập như vậy với huấn luyện viên Thu Huyền xin giới thiệu đến quý vị. Xin chào quý vị, chúng ta cùng tập trung vào sự thăng bằng của cơ thể và đến với bài tập đầu tiên. Hai chân mình sẽ mở rộng ra bằng vai, đưa tay lên trên đỉnh đầu. Cuộn tròn cơ thể, cong lưng. Đưa tay chạm xuống dưới thảm. Từ từ cuộn người đứng lên, tay lên đầu và co đầu gối chân trái lên vuông góc 90 độ. Đưa chân đưa về phía sau, hai tay hạ xuống đùi và trùng nhẹ gối dưới khống chế cơ thể. Quay trở lại, tay lên đầu, chân về 90 độ. Bây giờ hai chân mình hãy mở rộng hơn. Mở rộng bằng 2 đến 3 lần bả vai của mình, bàn chân mình sẽ mở ra ngoài 45 độ, đưa hai tay sang ngang vai. Chúng ta nhẹ nhàng hít sâu, đưa tay lên đỉnh đầu. Đưa tay xuống trước ngực, đồng thời trùng gối mở gối sang hai bên. Hạ tay xuống đùi, mở tay sang ngang, nhìn sang bên phải, dồn trọng tâm sang phải. Đạp thẳng chân trái. Quay trở về, đứng thẳng, đưa tay lên đỉnh đầu. Tay xuống ngực, trùng gối, mở gối sang hai bên và di chuyển sang bên trái. Nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, chúng ta thu chân của mình quay trở về. Di chuyển về phía đầu thảm và mình quay mặt hướng về phía bên ngang. Hai chân chúng ta sẽ mở rộng ra bằng vai. Từ đây đầu gối chúng ta sẽ hơi trùng nhẹ, toàn bộ trọng tâm ở trên lòng bàn chân. Hít vào, tay từ ngang, chúng ta vòng lên trên cao, lên trên đỉnh đầu. Thở ra lặp lại, cong tròn đốt sống như động tác đầu tiên, chống tay xuống dưới mặt thảm. Bước bàn tay của mình về trước và để cơ thể dừng ở tư thế plank. Nhẹ nhàng hít vào, co đầu gối bên phải lên phía ngực phải của mình. Và thở ra, mình đưa chân phải lên phía sau. Đẩy phần cơ thể ra sau. Chúng ta lặp lại, hít sâu đổi bên, kéo đầu gối trái lên phía ngực trái. Thở ra, đạp chân, dồn trọng tâm ra phía sau. Lần thứ hai, co gối. Thở ra, ấn gót chân phải để kéo giãn cho gối phải. Một lần nữa, hít sâu vào và thở dài ra. Giữ nguyên vị trí, hạ chân trái thẳng xuống. Bước hai bàn tay về với bàn chân. Trùng nhẹ hai đầu gối. Và cong tròn cơ thể, từ từ cuộn người đứng dậy. Ở những động tác này, hãy chú ý giúp Huyền phần ổn định cơ trọng tâm. Mình sẽ sử dụng cơ bụng để phát triển tất cả những cái động tác vừa rồi, giúp cơ thể ổn định hơn, thăng bằng hơn và tâm trí của chúng ta được thoải mái hơn mỗi ngày.